Lệ bên shop đang xuống hai thùng dầu gửi về U ra kiểm tra để giao cho khách ạ. Hàng này thì nó dễ vỡ lắm luôn ạ, nên shop lắc kiểm tra cẩn thận nó trước khi giao cho khách ạ. Hàng này thì tem này, tem vẫn còn nha. Nhân viên shop đang kiểm tra ạ. Lấy từng cái lên kiểm tra đấy. Một thùng này là nó có 6 lố nha. Một lố của nó thì có 12 chai. Từ cái thùng kia ra bé, nhìn bé là biết liền à. Nhưng có hộp này nó bị mốt này, thì xốp sẽ bỏ ra luôn ạ. Không bị mốt thôi nha, chứ không có bị vẽ, nhưng mà xốp bỏ ra ngoài không có giao cho khách. Cái đó công ty nào mở bán không thấy?